Hello, xin chào các đồng chí các bạn thân mến. Mình live tiếp là bây giờ là giờ ăn cơm trưa ở tại cách ly ở Đà Nẵng. Phần cơm trưa mọi người đi ăn cơm trưa. Đây là phần cơm trưa. Phần cơm trưa. Thịt cá. Trứng gà chiên, cải. Đây, giờ cơm trưa ở khu vực cách ly đó, vui chưa? Nhà khu vực được vệ sinh rất là sạch sẽ, mấy em thanh niên ở đây tụi nó rất là tự giác, nó lấy chổi lấy đồ nó lau nhà, lau cửa phòng vệ sinh, nó lau chùi, nó chia nhau nó làm, nó tự giác. Mấy đứa thanh niên ở đây nè, anh chị các bạn biết nó rất là ý thức và nó giỏi, mấy đứa thanh niên này đó. Giờ cơm trưa tụi nó rất là giỏi, tụi nó ý thức luôn, nó sống đó, nó rất là dễ thương anh chị các bạn. Bác không có kênh con, bác chỉ like trên Facebook rồi người ta lấy kênh người ta chia sẻ thôi à. Con theo dõi thì theo mấy người kia họ lấy cái tên của chú là Lợi Minh á. Tụi nó thấy thương lắm. Du học sinh không á. Du học sinh phần nhiều tụi nó tốt nghiệp hết rồi. Có đứa thì đã có công ăn việc làm, nhưng mà mùa Covid cho nên nó không còn công việc làm, cho nên trở về. Thôi các con. Thấy thương lắm, tụi nó rất là thấy thương, rất là ngoan. Nhìn mấy đứa trẻ này mình phải nói là rất là hãnh diện và tự hào. Thấy mình già đi nhưng mà mấy đứa trẻ này nó cái sự hiểu biết và kiến thức tụi nó. Giờ ăn trưa mới vệ sinh nhà cửa sạch sẽ hết luôn. Mới đi từ phòng, từ hành lang, từ trên xuống dưới. Nó dọn dẹp đó. Nữ nam rồi ở riêng, đàn ông cũng già. Mấy đứa trẻ thấy thương ghê luôn á. Tóc mình bạc nó chưa bằng bác không à. Nè đó, ok. Mấy người này người ta đã ăn vui không? Nó ngồi ở một cái bàn gì đó. Đó. Thôi mình đi cũng ăn cơm đây. Xin chào như các bạn trong diễn đàn nha.